Giờ đây, cha phó văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình đọc thông báo gửi đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Tòa Giám mục Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Thông báo về việc nhận thánh bổn mạng của giáo phận. Kính thưa toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Thái Bình, Đức Thánh Cha Francisco trong tông thư Desiderio Desideravi ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2022 đã tha thiết xin tất cả các giám mục, linh mục và phó tế, những nhà đào tạo trong các chủng viện, những người hướng dẫn trong các phân khoa thần học và học viện thần học, và tất cả các giáo lý viên, hãy giúp dân Chúa kín múc từ phục vụ là nguồn suối đầu tiên của linh đạo Kitô giáo. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, ngoài việc tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của phục vụ, của các nghi thức và chỉnh chu trong các hành động phục vụ như nội dung của tông thư, chúng ta cũng cần xem xét lại việc chọn thánh bổn mạng của giáo phận, các giáo xứ, giáo họ hay cộng đoàn trong giáo phận cho đúng với chỉ dẫn của thánh bộ phục tự và kỷ luật bí tích về vấn đề này. 1. Hướng dẫn của thánh bộ phụng tự và kỷ luật bí tích về việc chọn thánh bổn mạng. Thánh bộ phụng tự nay là thánh bộ phục tự và kỷ luật bí tích. Ngày 19 tháng 3 năm 1973 ban hành một tài liệu có tên gọi là De Patronis Constituendis. Theo tài liệu này thì thánh bổn mạng là vị thánh được tôn kính như đứng bảo trợ, đứng chuyển cầu bên tòa Chúa cho các Kitô hữu thuộc một địa phương, như là một quốc gia, vùng miền, giáo phận, giáo xứ, thành phố hoặc làng xã, một gia đình, dòng tu, một pháp nhân, một hiệp hội, tổ chức, các nhóm giáo sĩ hoặc giáo dân. Thánh bổn mạng được phân biệt với tước hiệu hoặc danh hiệu của bất cứ nhà thờ nào, hội dòng nào hoặc cộng đoàn nào, ngay cả khi tước hiệu yêu cầu phải có bổn mạng kèm theo một cách nào đó. Có thể chọn Đức Trinh Nữ Maria dưới bất cứ một danh hiệu nào đã được chuẩn nhận trong phục vụ. Các thiên thần và các thánh được mừng kính trong phục vụ làm bổn mạng. Các chân phước không thể được chọn làm bổn mạng nếu không có sự miễn chuẩn đặc biệt của tòa thánh. Đặc biệt, theo tài liệu này của thánh bổ, thì không bao giờ được chọn Thiên Chúa Ba Ngôi hay các ngôi vị Thiên Chúa làm bổn mạng. Như vậy, theo chỉ dẫn trên của thánh bổ, thì chúng ta chỉ có thể nhận Đức Maria với danh hiệu được chấp nhận trong phục vụ. Thí dụ, Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Lên Trời, Mẹ Thiên Chúa, Trinh Nữ Vương, Bảy Sự, hoặc các thánh thiên thần, hoặc các thánh được mừng kính trong phục vụ mà không thể nhận Chúa Ba Ngôi, Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, Mình Máu Thánh Chúa, Thánh Danh Chúa làm bổn mạng. Lý do bởi vì Thiên Chúa là chính đứng ban ơn, chứ không phải là đứng chuyển cầu. 2. Về thánh bổn mạng giáo phận Thái Bình.
Giáo phận Thái Bình chúng ta từ lâu vẫn nhận Thánh Tâm Chúa làm bổn mạng thứ nhất và Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng thứ nhì. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Thánh Bồ qua tài liệu De Bartonis Constituendit ban hành ngày 13 tháng 3, ngày 19 tháng 3 năm 1973, thì không thể chọn Thánh Tâm Chúa làm bổn mạng được nữa. Thánh Tâm Chúa Giêsu là Thánh Tâm của một Đức Giêsu đứng có hai bản tính, vừa bản tính Thiên Chúa, vừa bản tính loài người, nhưng trong cùng một ngôi vị duy nhất là ngôi hai Thiên Chúa. Vì thế, không được phép tôn kính Thánh Tâm tách rời Chúa Giêsu, một ngôi vị Thiên Chúa nhập thể. Và bởi lẽ chính Ngài là Thiên Chúa nên không tự giới hạn vào quyền bảo trợ của mình vào một nơi nào, cũng không phải là đứng bảo trợ ngang hàng với bất cứ ai khác. Do vậy, Đức Giám mục Giáo phận với trách nhiệm và quyền hạn của mình, sau khi đã cẩn trọng nghiên cứu tài liệu hướng dẫn của Thánh Bồ, cũng như sau khi đã tham khảo ý kiến của tất cả quý cha trong giáo phận, dịp tính tâm năm vào trung tuần tháng 11 năm 2023 vừa qua, đã quyết định từ nay nhận Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng giáo phận Thái Bình, quen gọi là bổn mạng thứ nhất, như trong những trường hợp có thêm bổn mạng khác. Thánh lễ mừng kính với bậc lễ trọng và cử hành vào ngày mùng 8 tháng 12 hàng năm theo phục vụ chung của giáo hội, trừ khi lịch phục vụ có điều chỉnh khác. Xin quý cha cũng hướng dẫn các giáo xứ, giáo họ hay cộng đoàn đã nhận các ngôi vị Thiên Chúa như Chúa Thánh Thần hay Chúa Giêsu. Tòa Giám mục Thái Bình ngày lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12 năm 2023, Đa Minh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo phận Thái Bình đã ký và ấn triện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.